Đoạn đường dài khoảng 300 mét nhưng thi công gần một năm chưa hoàn thành khiến cho hàng chục hộ dân phải chịu trận với nắng bụi, mưa lầy. Đó là đoạn đường Huỳnh Công Chí, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Chỉ cần một chiếc xe tải lướt qua, bụi chẳng khác những cơn bão bụi, làm cho việc lưu thông qua đoạn đường này hết sức trần ai. Đó là chưa kể đá lớn, đá nhỏ, vương vãi như một cái bẫy trên đường. Cộng thêm ống cống đã đào lên, nhưng rào chắn thì hết sức sơ sài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Rồi, thời gian đó, rồi nó nghỉ rồi nó lôi lên nó làm nữa, rồi cái buông ra cái nó nghỉ nữa, rồi thì cái nó làm bây giờ tới giờ là nghỉ lương tiền luôn rồi đó. Mình nó mua bán, mà bụi bặm gì hay đâu đi, nhưng mà mua bán. Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Hồng, chủ đầu tư của công trình, nguyên nhân thi công ì ạch là do giải phóng mặt bằng chậm, năng lực của đơn vị thi công khiến công trình kéo dài. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tiến hành họp ngay với các bên liên quan để tìm giải pháp tháo gỡ, đồng thời đưa ra thời gian hoàn thành cụ thể, không để công trình đình trệ gây ảnh hưởng đến người dân.